dâng đàn lời thề sẵn son, xin dâng đàn những trái tim ngọt. Kể từ ngày thành lập năm 1945, trải qua quá trình tôi luyện, phấn đấu và trưởng thành, Công an Nhân dân Việt Nam luôn xứng danh là lực lượng tiên phong trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, kỷ cương xã hội. Thiện chiến, dũng cảm, những chiến sĩ công an luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách để tô thắm hình ảnh Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Từ truyền thống vẻ vang và cội nguồn sức mạnh là con em yêu quý của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà hy sinh, chiến đấu. Vai trò của lực lượng Công an Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng được khẳng định bằng nhiều chiến công, thành tích to lớn. Để chúng tôi xin một lần nữa khẳng định cái sự trân trọng của 90 triệu người dân Việt Nam khắp mọi miền đất nước đối với sự cống hiến, hy sinh vừa hiện hữu nhưng vừa thầm lặng của hàng triệu chiến sĩ công an dân các thế hệ trong 70 năm qua. Và chúng tôi xin khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thể Nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để góp phần làm cho nước Việt Nam trở thành đất nước an toàn. Đất nước Việt Nam là nơi ổn định chính trị, là nơi đáng sống, nơi đáng tự hào với người Việt Nam và nơi hấp dẫn với bạn bè đến đầu tư, đến khách du lịch quốc tế. Với quyết tâm giữ vững bình yên cuộc sống, lực lượng công an đã có nhiều phương án phá án táo bạo, sáng tạo, có tác dụng răn đe, trấn áp tội phạm. Tích cực rèn luyện, thực tập nhiều phương án xử lý tình huống để thực sự linh hoạt, tinh thông, sắc bén khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, nhiều điểm nóng về an ninh trật tự, lực lượng Công an Nhân dân càng tận tụy chấp nhận hiểm nguy và cả sự hy sinh, chủ động tấn công tội phạm bằng những chuyên án lớn. Mỗi cái chiến công của lực lượng Công an dân giành được trong cái thời gian vừa qua không thể tách rời cái sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối toàn diện của Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của nhà nước và đặc biệt là sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của các tầng lớp nhân dân. Trong cái đường lối hoạt động của mình, chúng tôi luôn luôn xác định phải dựa vào dân, thực sự dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Và chỉ khi nào dựa vào dân, được dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ, dân ủng hộ thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Chính vì thế cho nên Công an Việt Nam được gọi là Công an Nhân dân Việt Nam. Và chúng tôi cũng đã xác định cho mỗi một cán bộ chiến sĩ công an là phải thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy cái niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm cái niềm vui hạnh phúc của chính mình. Đó là cái phương châm hành động vì nhân dân phục vụ. We're